tin Congo, các linh mục tiếp tục bị tấn công ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Lại có thêm hai linh mục khác bị tấn công ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo tin tức được gửi đến thông tấn xã Fides của Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, linh mục thuộc giáo xứ của nhà thờ Kính Thánh Isidoro Bakancha ở quận Seka Ambot của Boma là cha Pierre Mavinga và cha phó của ngài đã bị tấn công vào tối ngày 10 tháng 4. Cha Mavinga cho biết khoảng 8 giờ tối, hàng chục những người giữ dàn trùm đầu, một số mặc quân phục đã tràn vào nhà xứ của chúng tôi. Chúng đã bắn chỉ thiên bằng đạn thật để thị uy trước khi lôi chúng tôi ra đánh đập. Chúng lấy đi điện thoại, máy tính và tiền của chúng tôi. Cha Mavinga hiện đang nằm trong bệnh viện vì những vết thương trong cuộc tấn công này. Vụ tấn công hai linh mục tại Bomba xảy ra chỉ 2 ngày sau vụ giết hại cha Etienne Senchizumva, một linh mục tại Kichanga ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong thời gian qua, giáo hội Công giáo đã bị cả chính phủ lẫn các nhóm vũ trang đe dọa, mặc dù giáo hội Công giáo đã đóng vai trò dẫn đầu trong việc tìm ra các giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị đã làm tê liệt Cộng hòa Dân chủ Congo.